Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, mùng 9 tháng 3 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong phần đầu tiên này thì mời các bạn đến với cập nhật bảng xếp hạng V-League 2023-2024 sau lượt đấu ngày hôm qua, mùng 8 tháng 3. Tiếp đến mời các bạn đến với nội dung cầu thủ Việt kiều bắn tín hiệu cho ông Philippe Jouzier hẹn tương lai lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tiếp đến mời các bạn đến với nội dung tân huấn luyện viên tuyển Trung Quốc bất ngờ khen ngợi tuyển Việt Nam, Thái Lan ngay ở lễ họp báo ra mắt. Và ở phần tin cuối cùng mời các bạn đến với nội dung cầu thủ triệt hạ trụ cột tuyển Việt Nam bị lên án. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, ngày hôm qua mùng 8 tháng 3 thì có 3 trận đấu diễn ra thuộc khuôn khổ vòng 13 của V-League 2023-2024. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua thì Hải Phòng trải qua chuỗi 7 trận không thắng sau khi bị Hà Tĩnh cầm hòa ở vòng 13. Cụ thể là đội bóng đất cảng hành quân đến sân của Hà Tĩnh ở vòng 13 V-League trong bối cảnh đã 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó thì có 4 thất bại. Phong độ không tốt cùng nhiều ca chấn thương đã khiến cho đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, Hải Phòng cũng đã nhập cuộc khá tốt ở trận đấu này và họ có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Văn Đạt sau cú đánh đầu cận thành ở phút 17. Đến phút 62 thì Hà Tĩnh có được bàn thắng gỡ hòa do công của Diallo, có pha tì đè và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của cuộc so tài này và Hải Phòng có 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Trận đấu tâm điểm ngày hôm qua diễn ra tại Thiên Trường, Thanh Hóa đã có một trận đấu hay tại sân của Nam Định trong cuộc so tài ở vòng 13 này. Nếu Di Mario thực hiện thành công quả penalty ở hiệp 1 thì đội bóng xứ Thanh đã vượt lên dẫn trước. Sau đó, Rafael Sơn đánh đầu ghi bàn, đưa Nam Định dẫn trước ở đầu hiệp 2. Thanh Hóa dù bị dẫn trước trên sân khách nhưng họ vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Và đúng phút bù giờ cuối cùng thì Nguyên Hoàng đã mang về quả penalty khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và trên chấm penalty thì Antonio đã thực hiện thành công giúp Thanh Hóa có một điểm. Đặc biệt là ở chiến thắng 3-1 của câu lạc bộ nội trước Quảng Nam. Ở trận này thì đã xuất hiện một vết gợn khi tiền đạo trụ cột đội tuyển quốc gia Việt Nam là Phạm Tuấn Hải đã bị dính chấn thương ở phút bù giờ của hiệp 2. Cầu thủ này đã bị hậu vệ Tăng Tiến của Quảng Nam vào bóng rất thô bạo dẫn đến phải lên cáng rời sân và nhập viện khẩn cấp. Tại bệnh viện Saint Paul gần sân Hàng Đẫy thì Tuấn Hải đã được chẩn đoán bước đầu. Theo đó thì cầu thủ của Hà Nội FC kết quả chụp X-quang cho thấy xương của cầu thủ này không bị tổn thương. Tuy nhiên thì cổ chân của anh vẫn còn rất đau và nhức. Đây là dư âm sau pha va chạm mạnh từ Tăng Tiến. Sáng ngày hôm nay thì Tuấn Hải dự kiến sẽ được kiểm tra tổng thể một lần nữa để đánh giá tổn thương ở phần mềm trước khi chẩn đoán thời gian cần thiết để dưỡng thương hồi phục. Chấn thương ngay trước ngày lên hội quân cùng tuyển Việt Nam của Tuấn Hải mang đến nỗi lo cho ông Philippe Jouzier bởi làn tiền đạo này là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Pháp. Như vậy là kết thúc ngày thi đấu mùng 8 tháng 3 với 3 trận đấu thì hiện tại bảng xếp hạng V-League 2023-2024 cho đến ngày hôm nay là như sau. Thứ nhất, Nam Định thi đấu 13 trận có 29 điểm. Đứng thứ hai là Bình Dương thi đấu 12 trận có 23 điểm. Thứ ba là Công an Hà Nội thi đấu 12 trận có 22 điểm. Thứ tư là Thanh Hóa 13 trận 22 điểm. Thứ năm Bình Định 12 trận 20 điểm. Thứ sáu Hà Nội FC 13 trận 19 điểm. Thứ 7, Thành phố Hồ Chí Minh 12 trận 18 điểm. Thứ 8 là Quảng Nam 13 trận 15 điểm. Thứ 9 là Hải Phòng 13 trận 14 điểm. Thứ 10 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 13 trận có 14 điểm. Đứng thứ 11 là Sông Lam Nghệ An thi đấu 12 trận có 13 điểm. Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 12 với 12 trận đấu có 10 điểm. Viettel đứng thứ 13, 12 trận đấu có 10 điểm. Và cuối cùng là Khánh Hòa có 8 điểm. Quay trở lại với pha phạm lỗi của Tăng Tiến với Phạm Tuấn Hải thì sau trận đấu cầu thủ này đã bị lên án kịch liệt. Cụ thể là sau trận đấu thì huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn của câu lạc bộ Quảng Nam, thầy của Tăng Tiến đã thẳng thắn cho biết là xem lại tình huống và sẵn sàng kỷ luật nặng Tăng Tiến nếu cố tình phạm lỗi thô bạo. Cụ thể ông cho biết: "Tôi luôn khuyến khích cầu thủ chơi mạnh mẽ nhưng phải đúng luật. Cầu thủ nào cố tình triệt hạ đối thủ, VFF chưa phạt thì tôi cũng sẽ kỷ luật, phạt thật nặng để răn đe." Đáng chú ý là khi còn khoác áo Hoàng Anh Gia Lai hồi năm 2018 thì Tăng Tiến cũng từng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi phạm lỗi với một cầu thủ của Hà Nội
Khi đó, trung vệ của Hoàng Anh Lai đã đạp thẳng vào đầu gối của Duy Mạnh. Tăng Tiến sau đò đã bị ban kỷ luật VFF treo giò 5 trận, còn Hoàng Anh Lai cũng ra án phạt treo hết lượt đi. Về phía Hà Nội thì ông Daiki Uwamasa cũng tỏ ra rất bức xúc. Ông cho biết, tôi tất nhiên là phải cố gắng bảo vệ cầu thủ của mình. Tuyển Việt Nam sẽ mất đi một cầu thủ quan trọng khi Tuấn Hải chấn thương. Việc gây chấn thương như vậy là rất nguy hiểm cho cầu thủ. Hy vọng là việc này sẽ giảm dần đi và nếu có thể thì hạn chế hẳn những pha bóng như vậy. Tình huống ngày hôm nay là rất nguy hiểm. Dù đã có luật để hạn chế điều này nhưng nó vẫn xảy ra. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, mới đây thì tân thuyền trưởng tuyển Trung Quốc đã bất ngờ lên tiếng khen ngợi tuyển Việt Nam cũng như là Thái Lan ngay ở lễ họp báo ra mắt đội bóng này. Theo truyền thông Trung Quốc cho biết thì vào sáng ngày 8 tháng 3 tại thành phố Thiên Tân, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA đã tổ chức sự kiện họp báo ra mắt tân thuyền trưởng đội tuyển quốc gia là ông Branko Ivankovic, cựu huấn luyện viên đội tuyển Oman. Buổi lễ quan trọng này diễn ra chỉ 3 ngày trước thời điểm tuyển Trung Quốc hội quân để chuẩn bị cho hai lượt trận tiếp theo ở vòng loại World Cup từ ngày 11 tháng 3. Đề cập đến hai trận tiếp theo gặp Singapore vào các ngày 21 và 26 tháng 3 thì ông Ivankovic đã nhắc đến hai đội thuộc khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan, đồng thời khẳng định là tuyển Trung Quốc sẽ bổ sung những gương mặt mới. Sẽ có nhiều gương mặt mới ở đợt hội quân này. Tôi sẽ theo dõi và đánh giá xem liệu mà trình diễn của họ có thể thích ứng với quá trình huấn luyện và trình độ của đội tuyển quốc gia hay không. Nếu muốn đi tiếp ở vòng loại World Cup, Trung Quốc phải giành kết quả tốt trước Singapore ở hai lượt trận tiếp theo và sau đó là lượt đấu quan trọng gặp Thái Lan. Tuyển Thái Lan đã thể hiện rất tốt ở Asian Cup. Họ hòa không đều trước Oman do ông Ivankovic dẫn dắt. Rất may là trận đấu giữa tuyển Trung Quốc gặp Thái Lan diễn ra vào tháng 6. Chúng tôi vẫn có đủ thời gian để tập luyện và giúp các cầu thủ có thể thích nghi. Tại Asian Cup, Oman có lợi thế về thống kê trước Thái Lan nhưng thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng bóng đá châu Á đã có những bước tiến vượt bậc với rất nhiều đội bóng đáng chú ý như Việt Nam, Thái Lan hay cả Malaysia. Tất cả những đội tuyển này đều đang tiến bộ. Chúng ta cần phải theo kịp đà phát triển này. Ông Ivankovic cũng tiếp tục khẳng định là mục tiêu lớn nhất với ông trong thời gian tới sẽ là dẫn dắt tuyển Trung Quốc chinh phục tấm vé dự World Cup 2026. Vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Trung Quốc đã mang lại cho tôi những thách thức và trách nhiệm lớn lao. Tôi tin rằng là với nỗ lực của mình, chúng ta có thể nâng tầm đội tuyển quốc gia lên một tầm cao hơn và đạt được những kết quả tốt. Ở kỳ World Cup 2026, châu Á sẽ tăng số suất góp mặt. Tôi hy vọng là tuyển Trung Quốc sẽ có được một suất trong đó. Qua việc nghiên cứu về các cầu thủ Trung Quốc suốt thời gian qua, tôi tin tưởng vào sức mạnh của họ và tôi cũng tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện thì toàn đội sẽ thi đấu tốt và hướng đến mục tiêu góp mặt ở World Cup. Nhà cầm quân người Croatia còn khẳng định là sẽ dẫn dắt tuyển Trung Quốc chơi tấn công nhiều hơn. Trung Quốc không thể ghi bàn ở Asian Cup nên chúng tôi phải cải thiện khả năng tấn công, trong đó có hiệu suất ghi bàn. Ngoài ra thì các tuyển thủ quốc gia đang có phần là thiếu tự tin. Chúng tôi sẽ thay đổi điểm yếu này thông qua một số khóa huấn luyện. Hiện tại thì ở bảng C của vòng loại World Cup 2026, tuyển Trung Quốc hiện đang xếp thứ 3 với 3 điểm dưới Thái Lan, đội đứng thứ 2 và kém hiệu số bàn thắng. Trong khi đó thì tuyển Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 6 điểm. Ở bảng này thì Trung Quốc và Thái Lan khả năng cao sẽ là hai đội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Trong khi đó thì Hàn Quốc gần như là chắc suất đứng đầu. Tuyển Trung Quốc hiện là có lợi thế nhất định khi còn một trận tiếp Thái Lan trên sân nhà. Tại lượt đi thì hai đội đã hòa nhau không đều. Cầu thủ Việt Kiều bắn tín hiệu cho ông Philippe Jouzier hẹn tương lai lên đội tuyển quốc gia. Các bạn thân mến, Pierre Lamothe là cầu thủ bóng đá Việt Kiều Canada đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối với việc là được thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh chia sẻ rằng là được chơi bóng tại quê hương thứ hai là Việt Nam sẽ rất ý nghĩa và anh sẽ cảm thấy rất đặc biệt nếu có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Cơ hội đến Việt Nam là vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Nó giúp tôi tìm lại niềm vui chơi bóng. Tuy vậy thì thực sự là tôi chưa nghĩ nhiều về việc chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi chỉ biết cảm xúc sẽ là rất đặc biệt khi được gọi lên đội tuyển. Khi đó thì tôi sẽ đưa ra quyết định. Đó sẽ là một điều thú vị với tôi, nhưng tôi muốn làm điều đó khi thực sự đã sẵn sàng với một lý do chính đáng. Tôi không chắc vào lúc này mình đã sẵn sàng hay chưa.
Nhưng 5 tháng vừa qua ở V-League khiến tôi nghĩ rằng biết đâu đó một ngày nào tôi có thể thi đấu cho đội bóng của quê hương thứ hai của mình. Pierre Lamothe hiện đang thi đấu cho Quảng Nam tại V-League và được coi là một cầu thủ quan trọng, đóng góp tích cực để cho đội bóng này giữ vững vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên thì sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi của V-League năm nay, Lamothe sẽ phải quay trở lại Canada do còn hợp đồng với một đội bóng ở đó. Mặc dù vậy thì anh vẫn hy vọng là sẽ có cơ hội quay trở lại Việt Nam chơi bóng. Ông Văn Sĩ Sơn, huấn luyện viên trưởng của Quảng Nam thì rất muốn giữ anh ở lại, nhưng do không thể đàm phán thành công với câu lạc bộ Pacific, đội bóng chủ quản của Lamothe tại Canada, việc mượn cầu thủ này tiếp tục ở lại hay không là không thực hiện được. Lamothe sinh ngày 18 tháng 9 năm 1997 tại Canada, có mẹ là người Việt Nam. Anh đã phát triển kỹ năng của mình qua lò đào tạo bóng đá ở Canada và chơi cho nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp ở quốc gia này. Trước khi chuyển đến Quảng Nam thì Lamothe có thời gian thử việc không thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Sự nỗ lực và tài năng của anh đã giúp cho cầu thủ này trở thành một phần quan trọng của Quảng Nam. Nếu Lamothe được gọi lên tuyển Việt Nam trong tương lai thì đây chắc chắn là một sự kiện đáng chú ý với bóng đá Việt Nam, nhất là trong bối cảnh có nhiều cầu thủ Việt kiều hiện đang nổi lên và được kỳ vọng là góp sức cho đội tuyển quốc gia. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.